Người bắn cung gọi là gì? Cung đấu. Đấu. Người bắn cung là cung đấu. Bạn nuôi ước mơ trở thành họa sĩ, bạn vẽ cực xấu, đừng lo, bởi vì chúng ta đã có Scribble It. Nói đơn giản là bạn vẽ càng xấu, game càng hài, nên là cứ vẽ đi. Không gì đấy. Đúng phải à? Xấu thế. Còn nhau gì đấy? Tao phải vận động 100% trí não. Không ai đoán luôn. Cheating, cheating, fuck. Ôi trời ơi, đứa nào ghi ra? Làm gì? Ừ, thật cẩn, thật cẩn đoán em ơi. Cố lên em ơi. Em phải ngồi mãi mới ghi ra. Chịu. Chịu. Cái lâu gì anh? Phải bức thư tình. Con gì? Con gì đây? Cùng cùng giống 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 con đấy, giống con đấy. Nhanh 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 nhanh. Gì? Con cò. Vẽ đẹp này còn gì? Vẽ đẹp này còn gì? Công chúa kiểu. Nói được đấy. Trời ơi, vẽ đẹp thế này còn gì? Con cò. Nào. Yên. Để ta làm họa sĩ. Sao lại nghĩ con đấy hả em? Thế là chị vẽ cho xong chưa? Xong rồi. Mẹ thì xong rồi chỗ nào? Xong rồi chỗ nào vẽ thêm đi. Nhanh. Cái gì ở ngoài đường ấy? Cái gì ngoài đường? Nhìn như mấy cái dâu. Tao xin cái mày. Cái gì ngoài đường ấy? Đây. Nhìn dâu dâu lông lông. Xấu vậy. Đó này. Đấy, hết rồi đấy. Xong rồi đấy. Cái đứa này. What the fuck? Cái đứa này. Nghĩ đơn giản thôi. Cái gì vàng vàng? Cái gì màu vàng vàng để... để buộc chẳng hạn? Gần đúng, gần đúng, gần đúng. Gần đúng. Dây gì? Thế nhìn ta không có đâu. Thế dây gì? Fuck. Vậy là dây thun ạ. Nhiều chữ thế. Sở trường của tôi. Đấy, thế thôi. Trông như là... trông như là lột cái bao. Con nhạy cảm quá. Cái gì đây? Trông mày vẽ. Vậy tôi mà, tôi mà. Ui chèo Sasuke cái đéo ơi. Zutu bẻ lỏ đấy. Zutu bẻ lỏ ý. Zutu bẻ lỏ. Zutu bẻ lỏ ý. Nhật ơi nhật lên. Zutu bẻ lỏ. Cái này chúng mày thích à? Cái gì thích nhỉ? Thích cực. Vũ à? Cú. Run quá, đừng, đừng làm thế tao cười. Áo ngực không? Easy. Easy. Thằng Nhật tà dâm một khác. Nhanh ghê, đoán nhanh ghê. Áo đi. Áo gì, áo gì? Áo gì? Please. Thằng Nhật tà dâm quá. Áo làm gì? Go fuck. Nhanh, 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 nhanh. Cái gì nờ ngực, cái gì nờ ngực. Áo nghịt. Ai, để thần đồng diễn họa cho các em quả này nhá. Ờ, thần đồng diễn họa rồi. Ném, ném flash xanh vào mặt à? Thế là nó là một loại quả đúng không? Quả đéo nhiều gai ấy nhở? Quả dâm. Không, quả này không phải quả nhiều gai mà quả này là quả berry, kiểu kiểu berry ấy. Kiểu kiểu berry dâu dâu ấy kiểu.
Ê, dâm đéo gì? Đi. Thể thao Olympic. Người bắn cung gọi là gì? Cung đấu. Đấu. Người bắn cung hay cung đấu? Cái gì? Mấu chốt là cái này này. Ui giời. Mày vẽ cái mấu chốt trước đâu, vẽ cái gì ông thần.